Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Thay đổi nào đang đến gần bạn? Và các bạn sẽ chọn thêm một cái lá bài. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp trong lá bài có rất nhiều. Các bạn tiếp nhận thông điệp một cách cởi mở nhất ha. Và mình có 3 lá bài. 1, 2 và 3. Các bạn nhắm mắt lại, cảm nhận theo năng lượng của mình. Mình đếm từ 6 tới 1. Các bạn chọn lá bài ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và đối tượng xem sẽ là các bạn muốn biết được cái thay đổi nào đang đến gần mình về tất cả mọi mặt trong đời sống. Và các bạn sẽ chọn tụ bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 1. Các bạn có lá bài The Lover. Đây là một cái nguồn năng lượng có sự thay đổi liên quan đến tình yêu và sự lãng mạn trong cuộc sống của các bạn. Bởi vì tình yêu nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh mẽ tới các bạn. Và những lựa chọn của các bạn sẽ đưa vào mối quan hệ của bạn rất là nhiều. Thay đổi quan điểm từ tôi sang tôi và anh và em. Chúng ta hợp nhất với nhau. Đây là sự hợp nhất của hai cá thể. Bởi vì sự khát khao về tình cảm. Và cả hai sẽ trở thành một. Và đây là cái thời điểm mà các bạn sẽ cảm thấy là có những cái mối quan hệ. Bạn muốn gắn bó với người khác. Mở đường cho tình yêu. Tiến tới một cái mối quan hệ cam kết. Đây có sự thống nhất với người khác mà còn nhận ra một cái thông điệp ý nghĩa là các bạn sẽ có một cái người yêu rất là cụ thể mà các bạn sẽ hướng tới hôn nhân hay một mối quan hệ lâu dài. Cái hàm ý rằng cái mối quan hệ này rất đặc biệt và có giá trị với các bạn rất là nhiều. Nó sẽ dẫn bạn đến những cái thấu hiểu mới về cuộc đời này. Và mối quan hệ của các bạn được cái thiên thần xuất hiện ở phía trên như một sự thừa nhận, chúc phúc và đảm bảo rằng các bạn sẽ có mối quan hệ rất là đặc biệt. Và đây có lá bài chứng tỏ là các bạn sẽ tìm đến mối quan hệ với một người. Một người có một quan điểm sống khác biệt. Mối quan hệ của bạn sẽ trở nên rất là tốt đẹp về những sự khác biệt này. Và phía trước nếu như các bạn gặp một cái người nào đó, bạn cảm nhận đây là một cái tình yêu thực sự, lâu dài và bền vững. Và nếu như bạn chưa gặp thì bạn đừng có nên vội vã mà hãy chậm rãi đợi một người thích hợp nhất. Nếu gặp được họ, bạn sẽ rất là may mắn bởi vì cả hai đều hướng về một cái tình cảm chân thật nhất. Và các bạn có thể tìm ra được một cái mối tình không phụ lợi tôn tính nè, rất bền vững và lâu dài. Do đó các bạn phải tìm hiểu chắc chắn về tình cảm và thể hiện sự tôn trọng của mình với đối phương. Tuy nhiên có một số bạn sẽ có dấu hiệu cho thấy là bạn có những cái lựa chọn để cho bạn phải đối mặt với tình huống là tiến thối lưỡng nan. Bạn có thể cảm thấy là không chắc chắn về cái tình huống đó, về con người bạn gặp trong cuộc sống hoặc là hướng đi của bạn. Nhưng đây là những quyết định quan trọng mà bạn phải đối mặt. Do đó bạn đừng có để cho nó hướng mình đi. Hãy đảm bảo rằng tất cả mọi thứ về tình yêu, về sự nghiệp là bạn phải có đầy đủ thông tin và bạn đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Tất cả các bạn phải biết về nó như thế nào. Các bạn tin được, bạn có thể làm được. Và thứ ba là bạn phải có hiểu biết và cũng như cách làm như thế nào để bạn tiến tới được cái việc đó, để bạn dẫn được bạn thành công và được những cái mối tình cảm mà bạn trông chờ từ bấy lâu nay. Nếu như các bạn đang trong mối quan hệ thì đây là cái lá bài rất là tốt, bởi vì đây là xuất hiện một cái người giúp cho các bạn có mối quan hệ rất là bền chặt nè, sẽ tiến tới một cái mối quan hệ cam kết và rất là tri kỷ ha. Nếu các bạn đang còn độc thân thì tình yêu đang đến theo cách riêng của nó. Đây không chỉ là sự mê đắm đơn thuần mà sẽ có một sức hút rất là mãnh liệt và niềm đam mê về tình dục, về cuộc sống cũng như sự lãng mạn, sự kết nối rất là sâu sắc và hiểu biết lẫn nhau. Và các bạn đang trong một mối quan hệ, mình biết là các bạn đang mong chờ một sự lãng mạn nhen nhóm trở lại trong mối quan hệ của hai bạn. Mối quan hệ giữa bạn và người đó sẽ tăng lên và sâu sắc hơn rất là nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Sẽ giúp cho bạn có một cái kết nối về tinh thần, tình cảm, về thể chất mà hầu như các cặp đôi chỉ có thể mơ ước được gặp thấy mà thôi. Bạn thật là may mắn vì đây là một lá bài rất tốt cho tình yêu. Và tất nhiên các bạn sẽ tìm thấy một sự đồng điệu về chính của bản thân mình. Và thêm nữa là bạn sẽ tìm hiểu và có một cái người đó xuất hiện, họ sẽ đồng điệu và kết nối rất là sâu sắc với bản thân của bạn luôn. Cái người này cũng yêu những cái gì bạn thích và hai bên cũng có một đối tác hành trình tiến tới một cuộc sống rất là tốt. Một trải bài, một lá bài rất rất là tốt nha các bạn. Và về công việc á, thì đây cái thời điểm nè, có một cái sự thay đổi lớn sắp đến. Thì đưa cho bạn ra những cái quyết định rất là đúng đắn. Những cái thay đổi lớn này nó sẽ làm cho bạn
có những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Và bây giờ là cái thời điểm tốt nhất để bạn tìm kiếm cơ hội để tăng cao cái phần tài chính của mình. Bạn sẽ hun hút được tất cả các vận ma trong thời điểm này. Thì đây là một lá bài rất tốt. Do đó đây là cái thời điểm mà các bạn cảm thấy là mình thấy được sự cân bằng trong chính bản thân của bạn. Bạn học cách hiểu bản thân mình về cái quy tắc đạo đức của riêng bạn. Và những gì bạn đánh giá cao trong cuộc sống đều được hình thành hết á. Điều này sẽ mang lại sự hài hòa và cân bằng cho cuộc sống của bạn rất là nhiều. Và con số may mắn của các bạn là số 3, số 6 và số 9. Thì mọi việc các bạn hỏi trong thời điểm này đều có thể xảy ra là có hết các bạn ha. Và những bạn thuộc cung khí như là Thiên Bình, Song Tử hoặc Bảo Bình thì các bạn sẽ có cơ hội rất là tốt trong thời điểm này. Thì các bạn bóc đúng cái lá bài này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Và kế tiếp mình xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 2. Các bạn tụ 2 các bạn chọn lá The World. Nhưng mà các bạn gặp được lá bài này thì cái thời điểm bạn đang ở điểm cuối của cuộc hành trình. Có thể nói là các bạn đang ở một sự tự do và thấu hiểu bản thân mình rất là nhiều. Đây là cái thời điểm mà nó sẽ mang đến cho bạn một cái điểm kết của một chu kỳ và sự hoàn chỉnh của vạn vật. Cái thời điểm này các bạn thấy là cái bản ngã của các bạn nó sẽ không bị đóng lại mà sẽ mở ra với vũ trụ. Năng lượng của vũ trụ sẽ gửi và biến đổi và làm mới bạn liên tục luôn. Đây là cái sự chữa lành về yêu thương đã được hình thành trong bạn rồi. Và sắp tới các bạn sẽ có những cái thành công, những thành tựu và bạn đạt được những gì bạn mong muốn. Đây là cái sự thống nhất giữa cái nội tâm bên trong của bạn và cái trí óc bên ngoài cũng như là thế giới quan của bạn luôn. Thường nó vị trí một người xuất hiện, một người rất là hôn ngoan nè. Bạn hiểu được là cách sử dụng cái ngôn từ, sử dụng cái nguồn lực xung quanh bạn. Bạn sẽ có một cái vốn hiểu biết rất sâu rộng về tấm lầy văn tâm linh. Bạn biết cân nhắc và không muốn bị kìm hãm bởi những cái quy tắc và luật lệ. Bởi vì các bạn sẽ đạt được thành công rất là nhiều về tiền bạc cũng như là kinh doanh, về kinh nghiệm của mình. Do đó bạn phải duy trì những công việc hiện tại ha. Và bạn cũng phải lưu ý những cái mối quan hệ trong công việc. Hãy nhớ lưu ý là phải giữ hòa khí xung quanh luôn. Nếu như các bạn chưa có mối quan hệ nào thì có thể là do bạn còn vẫn buồn về chuyện cũ và chuyện tình cảm đã khiến cho bạn tổn thương rất là nhiều và không dám tiến đến mối quan hệ tình cảm nào mới hết. Nhưng mà khi bạn tình cảm bạn dành cho một ai đó thì chắc chắn cái chuyện tình cảm của người đó cũng sẽ dành cho bạn luôn. Cái đó sẽ có một mối quan hệ rất là triển vọng và tình cảm của hai người sẽ rất là sâu sắc. Nếu như bạn nhìn thấy mà ai thích mình á thì mình cũng nên thích lại người ta luôn đi. Thì đây là cái người triển vọng ha. Và khi mà các bạn đang trong một mối quan hệ lâu dài thì các bạn cần phải có sự cân bằng và hòa hợp giữa tình cảm của hai bạn. Bạn có thể mong chờ cái về tương lai của mối quan hệ này, một mối quan hệ được cam kết, chính thức được công nhận với tất cả mọi người. Một lá bài cho thấy là các bạn cũng sẽ tiến tới một mối quan hệ cam kết lúc này nha các bạn ơi. Và có một cái số bạn, các bạn sẽ đạt được một cái trạng thái rất là hoàn hảo lẫn tinh thần và thể chất luôn. Những thứ trong cuộc sống hàng ngày bạn vốn không để tâm á, bây giờ lại khiến cho bạn rất là kinh ngạc. Bạn cảm thấy là mình hân hoan chống ngợp với những gì vũ trụ mà cho bạn. Do đó bạn hãy tận hưởng những cái gì mà vũ trụ cho mình ha. Cái cảm giác này nó thực sự là rất là tốt. Nhưng mà đừng quên là mình phải duy trì việc phát triển bản thân của mình. Và có một số bạn là sẽ đi du lịch. Bạn sẽ thấy là bạn sẽ đi rất nhiều. Bạn sẽ chào đón ở những cái nơi, những quốc gia bạn sẽ đi đến. Bạn sẽ thấy là tất cả một cái thế giới giống như chân mình đó. Bạn sẽ rất thành công, cơ hội dành cho bạn lúc này là vô tận. Vì bạn đã trải qua những cái thử thách, những khổ nạn. Do đó bạn đã chịu đựng nó quá nhiều rồi. Lúc này là lúc mà bạn phải tận hưởng và gặt hái được những gì mà bạn tạo ra. Bạn nên tự hào về những gì bạn đạt được. Bởi vì nó không thực sự dễ dàng. Và đây là lúc mà vũ trụ đang mỉm cười và may mắn đang đứng về phía bạn nha các bạn. Nhưng có một cái lưu ý là bởi vì thành công nó sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều thách thức và lo lắng mới. Do đó phải đảm bảo rằng cái việc mà gánh vác á, những cái việc làm của mình á, đừng có làm nặng quá. Bạn nên chăm chỉ hơn trong cái thời điểm này. Thay vì dừng lại và tận hưởng những khoảnh khắc thì hãy kỷ niệm cái thành tích của mình. Khi đó bạn sẽ cảm thấy là một cái gì đó rất là mới. Bạn có thể là kết hôn và sinh con trong cái thời điểm này nha các bạn. Và
Và khi nào bạn cảm thấy thoải mái với bản thân của mình nè, vui vẻ và cởi mở với những khả năng trong cuộc sống, thì bạn sẽ thu hút được một người rất tuyệt vời bước cuộc đời mình. Nó cũng có thể là một dấu ấn cho thấy bạn sẽ gặp một người khi mà các bạn đi du lịch, hoặc là các bạn gặp gỡ một ai đó một nơi ở xa. Nó sẽ gợi ý là bạn sẽ được yêu thích và người này cũng rất yêu thích bạn ha. Và tại cái thời điểm này á, bạn sẽ thấy là bạn đã trải qua những cái bài học của nghiệp báo rồi. Bạn đã được trao và được học từ những cái bài học đó. Bây giờ là lúc mà bạn cảm thấy là cái thế giới này nó mở ra cho bạn rất là nhiều rồi. Bạn rất là muốn thôi thúc phải bước ra bên ngoài và chia sẻ kiến thức của mình cũng như kinh nghiệm của mình cho những người xung quanh bạn. Thì thời điểm này là cái thời điểm mọi sự hoàn thành, hài hòa, tích hợp đều thống nhất lại với nhau đó các bạn. Mọi thứ trong lúc này xảy ra với bạn đều có thể khả năng xảy ra hết. Mình hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy một cái điều gì đó trong cuộc sống, bởi vì đây là một lá bài rất là thống nhất và toàn vẹn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Mình xin tiếp nối năng lượng với cái lá bài của các bạn ở tuần 3, đó chính là các bạn có lá bài trend, tức là chủ đề về sức mạnh. Đây là cái thời điểm mà dục vọng và sức lực trong cuộc sống của bạn cho phép cái đam mê bên trong được nổi dậy và vượt ra khỏi cái tôi của các bạn. Bởi vì ngay lúc này bạn cảm thấy cái sức mạnh rất là bất khuất và năng lượng của ý chí rất là nhiều. Bạn có thể tiến tới những cái tầm cao mới và đạt được cái mục tiêu và ước vọng của chính mình. Cái dũng khí duy trì cái sự kiên định trong niềm tin và lối sống khi bạn đối diện với nghịch cảnh đã thấy là bạn đang chế ngự được cái tính dữ tợn bên trong mình. Bởi vì bạn đã kìm hãm được cái tôi và cái đòi hỏi, cái mong muốn và cũng như cái sức mạnh của cá nhân của bạn rồi. Đây là cái thời điểm bạn dùng cái năng lượng này để thúc đẩy bạn phát triển hơn. Khi mà bạn được thần hóa cái tôi của bản thân mình, sau khi những ngày bạn trao dồi trải qua những cái thử thách khó khăn rất là nhiều, thì đây là cái lúc bạn xuất hiện một cái người hình ảnh rất là dịu dàng bên gương mặt sư tử. Bạn đã chế ngự được cái tôi của mình rất là nhiều, do đó bạn sẽ giải phóng nó ra. Bởi vì bạn đã phải đối mặt với cuộc sống một cách rất là nhiều về những cái khó khăn của mình, nhưng bạn tràn đầy cái hy vọng. Bạn là một người rất là năng lượng, ý chí bạn vô cùng mạnh mẽ. Bạn là một người dễ rất hun hút và gây chú ý. Bởi vì những cái khó khăn trong cuộc sống làm cho bạn không còn quan tâm tới cái tôi và cũng như là cái bên trong dữ dằn của mình nữa. Bạn không còn nóng tính nữa. Bạn giữ được một thái độ bình tĩnh và bạn không bị những cái đam mê mà cuốn khúc để nó kiểm soát hoặc cuốn bạn đi. Bởi vì bạn biết là mình cần gì và muốn gì. Đây là một cái lá bài về sức mạnh tâm thức của bạn được phát triển rất là mạnh nha. Và có lưu ý cho các bạn là khi mà bạn thực hiện làm cái gì đó, bạn phải thực hiện cái hành động vì đam mê. Bởi vì con đường dẫn đến thành công về nguồn lợi, về tiền bạc một cách chân chính. Do đó bạn phải làm cái gì đó bạn đam mê ha. Bạn phải phát huy sức mạnh của bản thân mình, một sức mạnh rất là dũng khí, một sức mạnh rất là kiên cường, dũng cảm. Đây là lúc là bạn cảm thấy là bạn theo đuổi những cái mục tiêu bạn xác định trong tương lai, khẳng định con đường đi của mình rất là đúng đắn. Tuy nhiên về cái vấn đề tình yêu á, là bạn là một người khá yếu đuối và nhẫn nại. Bạn mong muốn có một tình yêu với đối phương mà đối phương có thể dẫn bạn dựa vào đó. Tức là bạn cảm thấy là mình bị rụt rè quá. Do khi mà bước vào mối quan hệ, bạn sẽ đánh mất đi cơ hội của mình. Khi mà bạn cứ trông chờ vào cảm xúc người ta, cái sự ban tặng tình cảm của họ. Bởi vì bạn là một cái người nhu hòa, tâm tính rất là mềm mại và nhẫn nại. Đôi khi bạn dịu dàng nữa. Khi bạn theo đuổi một ai đó thì bạn sẽ chăm chút cho người đó và ngần ngại nói ra tình cảm thật sự của mình. Bạn cứ hy vọng là đối phương nó sẽ nhận ra tình cảm của mình. Bạn thể hiện sự ân cần trong tình cảm rất là chân thật. Điều này khiến cho đối phương của bạn rất là cảm động. Tuy nhiên cái sự nhẫn nại và cái chữ mềm mỏng của bạn đôi khi quá mức, khiến cho cái đam mê của bạn trong cái tình cảm của bạn không còn nhiều. Do đó các bạn phải mạnh mẽ hơn về vấn đề này nha các bạn. Và có những trở ngại mà thách thức bên trong phía trước đó, bạn phải gặp liên quan đến sự nghi ngờ, liên quan đến sự lo lắng của chính bạn. Và bạn đã học được cách làm chủ cái nỗi sợ hãi và lo lắng của mình rồi. Do đó các bạn cảm thấy là các bạn phải cần thiết dành nhiều thời gian để làm chủ cảm xúc của mình, kiên nhẫn và từ bi hơn với chính bản thân. Bạn sẽ tìm thấy một niềm vui mới từ chính bản thân của mình luôn ha.
Khi bạn chế ngự được cảm xúc của mình rồi, đây là lúc mà bạn cảm thấy là những cái gì xấu xí của mình đối với người khác, bạn cũng nên thần hóa nó đi. Điều này sẽ làm cho bạn thống trị cũng như là làm khiến cho người kia thích bạn theo một cách rất là nhẹ nhàng. Một những cái gì tích cực, bạn nên khuyến khích và bạn nên bao dung đối với họ hơn. Nếu như bạn còn độc thân thì đây là cái dấu hiệu cho thấy cái thời điểm này rất tuyệt vời để bạn gặp một ai đó. Và nếu như bạn trong một cái mối quan hệ thì cho thấy bạn đang sắp tiến tới với một cái người nào đó một chút là rất là ương bướng và ương ngạnh. Đây là có thể là một cái việc viễn cảnh rất thú vị, bởi vì cái người này rất khó thần hóa, nhưng mà bạn là một người có thể thần hóa được họ nha. Và nếu như bạn cảm thấy bạn muốn cho người này theo những cái lời khuyên của bạn, bạn hãy nhẹ nhàng dỗ dành họ nè, cố đừng có lấn áp họ. Đối với những người đã có mối quan hệ thì đây dấu hiệu rất tốt, bạn sẽ có một cặp đôi rất bền chặt, gắn bó rất lâu dài. Và con số may mắn của các bạn sẽ liên quan đến số 2, số 4 và số 8. Và các bạn thuộc về cung lửa như cung sư tử nè, bạch dương và nhân mã. Thì đây cái thời điểm các bạn sẽ thấy cái sức mạnh của mình rất là nhiều. Và bạn thấy là cái sự điềm tĩnh của bạn khi bạn chịu áp lực và làm việc với người khác. Bạn tha thứ và bao dung cho người ta rất là nhiều. Đây là một cái phẩm chất rất là mạnh mẽ. Một cái thời điểm bạn thấy là sức mạnh của nó sẽ ảnh hưởng lên tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn. Và cái thời điểm này mọi việc xảy ra, những cái thay đổi đang đến gần bạn, mọi điều đều sẽ dẹp hết, mọi vấn đề của bạn đều có thể giải quyết được hết. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Và tiếp tới mình sẽ nói cái thông điệp chung cho cả ba tụ luôn, là thông điệp chung của thiên thần gửi đến các bạn là gì. Các bạn sẽ nhận ra được cái ý nghĩa trong cuộc sống. Các bạn nên tin tưởng vào những tín hiệu cũng như là những cái hướng dẫn bên trong nội tại của mình, bởi nó sẽ là dẫn đường cho bạn tiến tới hoàn thành mọi việc trong cuộc sống này. Và các bạn nhớ ha, chúng ta phải tìm ra mục tiêu đích sống của chính chúng ta. Bản thân chúng ta phải làm gì đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, các bạn cũng phải yêu thương bản thân của mình và sẽ tạo ra những giá trị của cái thực sự cho cuộc sống này. Kế tiếp là thông điệp về tình cảm. Và thời điểm này các bạn sẽ có một cái tình yêu rất là mạnh mẽ. Một cái tin nhắn muốn gửi cho các bạn là cái người bạn đang nghĩ tới, họ cũng nghĩ bạn đến rất là nhiều, trong mỗi giây một phút luôn. Và bạn là cái niềm tin thắp sáng như tâm hồn trong cuộc sống của họ. Và họ muốn nói rằng họ cũng yêu bạn rất là nhiều. Mình rất mừng cái trải bài này. Ba tụ bài, ba tụ đều tốt hết các bạn. Ba tụ đều là ba bộ bài chính của trong bài Tarot. Mình rất là vui khi cái thay đổi đang đến gần các bạn. Có một cái thay đổi rất là đẹp, rất là tươi mới.